Trước đây tôi có rất là nhiều đốm nâu trên mặt và đã điều trị rất là nhiều nhưng không khỏi. Sau khi được bạn bè giới thiệu đến với cô Kim Vân, sau 2 tuần điều trị, các đốm nâu đã giảm hẳn. Nếu các bạn nào có đốm nâu hoặc là bị đồi mồi hoặc là mụn ruồi thì hãy đến với cô Kim Vân.